Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cách đây 5 năm đã từng xảy ra một vụ án vô cùng nghiêm trọng. Nạn nhân được cho là khách hàng của thẩm mỹ viện Cát Tường bị chính tay bác sĩ Tường phẫu thuật và ném xác xuống sông. Thời gian qua đi, tuy nỗi đau xót khi mà mất đi đứa con chưa hề nguôi, nhưng mẹ của nạn nhân đã nói một câu với con rể khiến cho tất cả mọi người đều khâm phục. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi chi tiết câu chuyện ngay sau đây. Một năm nín thở theo dõi diễn biến vụ án với thi thể không bị phân hủy. Vào ngày 19 tháng 10 năm 2013, chị Lê Thị Thanh Huyền, sinh năm 1974, trú tại 36 Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, đến thẩm mỹ viện Cát Tường, số 45 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để hút mỡ bụng và nâng ngực. Tại đây, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường trực tiếp phẫu thuật thẩm mỹ cho chị Huyền. Chiều cùng ngày, chị Huyền có biểu hiện tím tái, mạch khó bắt, huyết áp không đo được. Nguyễn Mạnh Tường cùng các nhân viên cấp cứu cho chị Huyền nhưng không thành công. Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, Tường cùng bảo vệ Đào Quang Khánh đưa thi thể chị Huyền lên xe ô tô đến bệnh viện Bưu điện Trần Điền, Hoàng Mai, Hà Nội. Khánh cầm túi sách và đi xe máy của chị Huyền đi theo sau ô tô của Tường. Khi đến cổng bệnh viện Bưu điện, Tường thấy có đông người và xác chị Huyền đã đông cứng nên Tường sộ lộ, không đi vào trong bệnh viện mà dừng lại ngoài đường. Để phi tang xác, Tường và Khánh đã bàn kế hoạch chở xác chị Huyền lên cầu Thanh Trì, vứt xuống sông Hồng. Đến ngày 21 tháng 10 năm 2013, Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai phù hợp với lời khai của nhân chứng và các tài liệu khách quan thu thập được trong quá trình điều tra. Sau nhiều ngày quần thảo tại chân cầu Thanh Trì, nơi được xác định là vị trí mà Tường ném xác chị Huyền để phi tang, thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Nhiều lực lượng đã được huy động tìm kiếm thi thể người xấu số trên sông Hồng, xuôi về hạ lưu. Trong đó, hàng chục thợ lặn đã tìm nhiều ngày tại các mố cầu Thanh Trì, dùng nhiều phương tiện máy móc hỗ trợ, nhưng không phát hiện bất cứ một dấu vết nào của thi thể nạn nhân Huyền. Trong suốt quá trình vụ án xảy ra, gia đình chị Huyền đã phải chi một khoản tiền khổng lồ để thuê thợ lặn, thuê thuyền tìm xác chị Huyền trên sông. Có rất nhiều nhà ngoại cảm xuất hiện trong vụ án này. Ai cũng khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng sẽ tìm thấy xác chị Huyền. Thế nhưng, càng hy vọng lại càng không có kết quả. Cả luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại cũng tham gia vào cuộc tìm xác. Dù chưa tìm được thi thể, nhưng vào 14 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2013, gia đình vẫn tổ chức tang lễ cho chị Huyền tại nhà tang lễ Thanh Nhàn, Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Không khí tang thương bao trùm, ai cũng xót thương cho người phụ nữ xấu số. Tiếng khóc của người thân khiến ai cũng phải đau xót, nghẹn lòng. Vụ án tưởng chừng như đã lắng xuống, hy vọng tìm thấy xác chị Huyền ngày một mong manh. Thì đến ngày 18 tháng 7 năm 2014, tại bến đò Vân Đức, Gia Lâm, Hà Nội, người dân phát hiện một xác chết không đầu, nghi của chị Huyền. Sau khi xét nghiệm ADN, cơ quan điều tra khẳng định ADN của xác chết này phù hợp với của nạn nhân. Những người làm nghề sông nước cho rằng thi thể chị Huyền được tìm thấy sau 9 tháng mất tích mà chưa phân hủy là điều chưa từng thấy. Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 4 và ngày 5 tháng 12 năm 2014, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Nguyễn Mạnh Tường 14 năm tù về tội vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc và dịch vụ y tế khác, và 5 năm về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, tổng hình phạt là 19 năm tù giam. Đào Quang Khánh bị tuyên phạt 24 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và 9 tháng tù về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, tổng hình phạt là 33 tháng tù giam. Về dân sự, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường bị buộc phải bồi thường cho người đại diện hợp pháp của chị Huyền là anh Nguyễn Hữu Huy, chồng nạn nhân, hơn 585 triệu chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, chi phí tìm kiếm, phải cấp dưỡng nuôi hai con chị Huyền, mỗi cháu 1 triệu một tháng, cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Hành trình hơn 300 ngày đi tìm công lý cho chị Huyền khép lại bằng một bản án thích đáng dành cho Tường và Khánh. Để lại đằng sau đó là nước mắt và những đau thương dai dẳng. 9 tháng nằm dưới lòng sông lạnh lẽo, ngấm bao đau đớn, cuối cùng chị Huyền đã có thể về với gia đình,
với chồng và hai người con trai. Con xem thế nào hay là đi bước nữa? Ngày 15 tháng 9 năm 2018, đúng 5 năm ngày giỗ của chị Huyền, người nhà tập trung đông đủ, con trai lớn của chị Huyền nay đã vào đại học, cháu bé cũng đã lên lớp 8. Cuộc sống của ba bố con anh Huy sau 5 năm thiếu vắng chị Huyền cơ bản không thay đổi nhiều, chỉ có điều khi nhắc tới chị, anh và hai cháu lại khóc. Nếu gặp lại Tường, cháu sẽ đánh anh ta để trả thù cho mẹ. Nhưng tôi và gia đình chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ trả thù Tường. Bà Hiền nói, dù đã 5 năm rồi, một quãng thời gian không thể nói là đủ lớn để bù đắp cho chúng tôi. Nhưng trả thù Tường, chúng tôi được lợi gì? Với cá nhân mình, tôi không bao giờ quên được hình ảnh con gái. Một thi thể mất đầu, mất hai chân, hai tay. Nhưng kỳ lạ, con tôi vẫn nhỏ nhắn, không trương phình. Có những đêm, tôi mơ thấy con gái về gặp mình, tôi lại khóc. Nhớ lại thời điểm, có lẽ là kinh khủng nhất cuộc đời mình. Bà Hiền bình tĩnh kể lại hành trình đi tìm con gái. Rõ ràng, mạch lạc như một thước phim quay chậm. Như bà từng nói, chị Huyền là người con gái duy nhất đáng thương mà cũng đáng trách vì đã bỏ bà mà đi không một lời trăng trối. Đêm ấy, chị Huyền mất liên lạc với gia đình. Mọi người chia nhau mang theo gậy gộc, đèn pin tìm kiếm chị quanh khu vực Cổ Linh, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội, nơi phát hiện xe máy của chị Huyền bị bỏ lại cùng với điện thoại di động. Nhiều giả thuyết lúc này được đưa ra, trộm cắp tài sản, tai nạn hay thậm chí là bắt cóc tống tiền. Nhưng tiếc, đến tối cùng ngày, gia đình vẫn không thể biết chính xác chị Huyền đang ở đâu. Nhiều ngày sau, bà Huyền cùng người thân được cơ quan công an mời lên làm việc. Trước đó, Tường đã bị bắt sau khi các loại hóa đơn thanh toán tại thẩm mỹ viện của anh ta được lực lượng chức năng tìm thấy. Tường bình tĩnh khai đã ném xác nạn nhân xuống sông Hồng, khu vực cầu Thanh Trì, sau khi thất bại trong việc cứu chữa chị khi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ. Như tiếng sét đánh ngang tai, bà Hiền không giữ được bình tĩnh. Khi ấy, tôi biết 90% là mất con rồi, nhưng vẫn còn 10% hy vọng tìm thấy nó ở đâu, không phải dưới đáy sông Hồng. Chúng tôi ròng rã tìm kiếm Huyền khắp nơi, gần như con đường dẫn xuống cầu Thanh Trì đã thành lối mòn. Ai chị ở đâu có thể tìm thấy con, tôi cũng đi, thậm chí là đi một mình. Đi dọc hai bên bờ sông Hồng, dài hàng chục km, tôi phát tờ rơi, ghi số điện thoại của gia đình, nếu ai thấy thi thể, xin gọi điện thông báo. Mong muốn tìm thấy thi thể con, người nhà nạn nhân đã bỏ ra hàng chục, hàng trăm triệu thuê thợ hút cát, đào bới dưới bãi sông Hồng. Họ hy vọng thi thể chị bị vướng vào đâu đó, có thể tìm lại. Cứ như thế, bà Hiền mò ra sông, ra chợ nhiều hơn là về nhà. Bà không yên lòng khi hình ảnh con mình một mình nằm lại ở ngoài kia, không thôi ám ảnh trong suy nghĩ. Bà sẵn sàng tâm lý, sẽ có một ngày thi thể con gái, có thể bị cá rỉa đến chỉ còn lại xương, sẽ được mang về nhà. Đúng 9 tháng lẻ một ngày, thi thể chị Huyền được tìm thấy ở khu vực bến đò Văn Đức. Lòng người mẹ bồn chồn lo lắng. Gần 300 ngày, đi từ Việt Trì, Phú Thọ, rồi dọc sông Hồng, đoạn từ cầu Thanh Trì, Hà Nội, cho đến cửa biển Ba Lạt, Thái Bình. Tất cả đã khép lại bằng một kết cục xót xa đến tận cùng. Không cần xét nghiệm ADN, tôi cũng nhận ra con mình. Nó không đầu, không tay, không chân, một phần thi thể bị cá rỉa. Nhưng mà đó là con tôi, nó nhỏ nhắn, cơ thể không bị phân hủy nhiều. Tôi nghi ngờ trước đó, Tường đã đặt Huyền vào nhà xác một khoảng thời gian trước khi ném xuống sông. 9 tháng rồi, cả một hành trình quá dài cho bao đau thương, mất mát. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy con gái mình. Bà Hiền bảo, ai nói sống là sống, chết là chết được ngay. Cuộc sống đi theo quy luật. Chị Huyền, con gái bà, chết đi cũng là cái số, cái mệnh. Nhưng mà, như bất cứ bà mẹ nào, bà xót con đến mức tự trách bản thân mình. Con tôi giỏi giang, hiền lành nhưng đoản mệnh. Chị Huyền sinh năm 1974, là con gái lớn trong gia đình. Dưới chị có hai em trai. Chị kết hôn với anh Nguyễn Hữu Huy, có hai con trai. Trước khi qua đời, chị giữ chức trưởng phòng vé máy bay của một công ty lữ hành du lịch. Hồi trước, mỗi lần bà Hiền ốm, chị Huyền đều tới viện thăm nom rồi ngủ lại cùng mẹ.
Dù sao con gái cũng có tình cảm riêng. Trong suốt buổi trò chuyện, bà Hiền vẫn luôn miệng nói nếu như Tường đưa Huyền sang bệnh viện Bạch Mai cạnh đó cấp cứu thì có lẽ con tôi đã không chết. Nếu như Tường chấp nhận đối diện trực tiếp thì có lẽ đã không có chuyện chúng tôi bức xúc đến tận cùng như vậy. Nếu như Tường với chuyên môn của một bác sĩ có trách nhiệm đủ bình tĩnh để xử lý hợp tình hơn thì con tôi đã không phải nằm lạnh lẽo hơn 300 ngày dưới đáy sông. Một điều tra viên cho hay, Tường tỏ ra dằn vặt, khai do hoảng loạn, tôi đã hành động quá ngu dốt. Nhưng tại phiên tòa xét xử, anh ta vẫn cố cãi tay đôi với thẩm phán và luật sư bị hại. Bản án được tuyên với mức 19 năm tù dành cho bị cáo. Nhiều người cho rằng có lẽ luật pháp đã quá nhẹ tay với tên sát nhân như Tường. Tuy nhiên, phát biểu lời cuối cùng trước khi cảnh sát đưa Tường đi, mẹ chị Huyền chỉ nói hai điều. Thứ nhất, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Tường, dù thế nào đi chăng nữa. Thứ hai, bản án 19 năm tù đối với Tường, dù là nhẹ hay nặng, thì tòa cũng đã xử đúng người, đúng tội. Chúng tôi không có ý kiến gì, chỉ mong sau này không có những kiếp người đau khổ, phải chết oan ức như con gái tôi. Từ ngày tìm thấy con gái, bà Hiền thường đi tụng kinh, lên chùa khấn vái để dần quên đi nỗi đau. Cuộc sống gia đình hai bên cũng không có gì mới. Vợ chồng bà có lương hưu, đủ để sống qua ngày đoạn tháng mà không cần phụ thuộc con cái. Tôi đi nhiều, tiếp xúc bạn bè để phần nào khuây khỏa, giải quyết tâm lý. Chứ nói thật, mình nuôi đứa con, tự dưng nó bỏ đi như thế, quên làm sao được. Tôi nghĩ đến chết, tôi cũng không quên được. Người mẹ nào cũng vậy, đau lòng, nhưng sống vẫn phải sống. Dù rất bức xúc trước hành vi của Nguyễn Mạnh Tường, nhưng bà Hiền cũng không lấy đó làm cớ để oán hận người nhà anh ta. Bà biết gia đình Tường cũng hoàn cảnh, bố mất sớm, mẹ già, một người em không được khôn ngoan. Tường cũng có hai đứa con nhỏ như chị Huyền. Bà chỉ thắc mắc một điều, tại sao khi biết Tường có ý định ném xác nạn nhân, Hằng, vợ Tường lại không khuyên chồng, mà ngược lại tiếp tay cho hắn làm chuyện động trời. Nhưng sau tất cả, bà Hiền chỉ nói với Hằng, hãy yên tâm sinh sống, sẽ không có chuyện gia đình bà báo thù hay làm chuyện gì không hay ảnh hưởng đến mẹ và hai con của Tường. Ngay trong đêm nhận tin xác Huyền bị ném xuống sông Hồng, tôi có đi qua nhà Tường nhưng không vào trong. Tôi thấy hai đứa con nhỏ của anh ta, chúng còn bé. Tôi cũng từng 4 lần về quê Tường ở Hà Nam để tìm con gái và tôi cũng chưa một lần bước vào trong. Tôi không muốn tạo áp lực cho gia đình họ. Họ không hề có lỗi, họ cũng rất đau khổ trước hành động của Tường. Do điều kiện kinh tế khó khăn, không thể bù đắp cho hai cháu, một mình anh Huy phải lặn lội gà trống nuôi con. Ngày xưa có vất vả đến nhường nào thì dẫu sao vẫn có vợ, có chồng, thương con rể và hai cháu. Bà Hiền từng nói với con, thôi con xem thế nào hay là đi bước nữa, con còn trẻ cũng cần có người sẻ chia. Đáp lại mẹ, anh Huy chỉ vỏn vẹn, con chưa nghĩ đến việc ấy. Ước mong lớn nhất hiện nay của vợ chồng bà Hiền là nhìn hai con trai của chị Huyền trưởng thành, lớn khôn, cố sống tốt thay phần đời còn lại của mẹ chúng. Gần 80 tuổi, gần đất xa trời, nhưng nghĩ đến con gái ra đi khi chưa tròn 40, có cái gì đó khiến bà Hiền cứ nghẹn ứ ở cổ họng. 5 năm, gần 2.000 ngày kể từ khi vụ án chấn động được đưa ra ánh sáng, nhưng nỗi ám ảnh và day dứt đối với người ở lại sao mà vương vấn mãi. Vẫn có những đêm bà Hiền khóc và mơ về hình ảnh con mình. Vẫn có những ngày bà thẫn thờ đi lạc nơi cầu Thanh Trì tìm lại ký ức. Vẫn có những năm tháng sau này, dù 10 năm hay 20 năm nữa, câu chuyện về người phụ nữ phải chết oan ức khiến chúng ta khôn nguôi quên được. Lời tự sự của chủ thẩm mỹ viện Cát Tường trong trại giam. Cho tới thời điểm hiện tại, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường đã chấp hành án đã được 5 năm tại trại giam Ninh Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ngồi sau song sắt, Nguyễn Mạnh Tường cho biết 6 năm qua, phạm nhân này cảm thấy nuối tiếc và hối hận. Ngần ấy thời gian, Tường mong muốn gia đình bị hại thông cảm, tha thứ cho những lỗi lầm của mình. Để giết thời gian và giúp bản thân tốt hơn, nhận thức được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống,
Trong căn phòng giam tối om, Tường luôn cầm sách, tận dụng ánh sáng mặt trời, đèn điện để đọc. Trại giam giam lại tất cả cơ thể, tinh thần của mình suốt thời gian dài. Nhưng được ban giám thị quan tâm, dần dần tôi cũng quen và mong muốn cải tạo tốt hơn, sớm hòa nhập, hoàn thiện bản thân mình. Từ đó, tôi thấy cuộc sống bớt đi nỗi buồn khi mà án tù kéo dài suốt 19 năm. Đọc sách giúp tôi hiểu rõ một chân lý cơ bản nhất, đó là nhìn nhận vấn đề bằng cái nhìn tích cực. Dù sự việc đó xảy ra là tốt hay không tốt, thì điểm tích cực sẽ đưa con người tốt hơn. Tường tâm sự, tôi bất ngờ vì không ý thức suy nghĩ gì và rồi làm theo vô thức mà đến bây giờ không lý giải tại sao mình lại làm như vậy. Tự đặt nhiều câu hỏi cho mình nhưng rốt cuộc cũng không trả lời được tại sao mình lại làm như thế. Nghĩ ra việc phi tang xác bệnh nhân hoàn toàn vô thức, Tường nói. Tường tâm sự, nếu khi đó đủ bình tĩnh sẽ không xử lý như vậy. Tường sẽ làm những điều tốt nhất, đưa đến cơ sở y tế cứu bệnh nhân với hy vọng cứu được bệnh nhân. Thưa quý vị, đến đây thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.